Trên thế giới, Mỹ cáo buộc cựu quan chức Afghanistan và con trai biển thủ hàng triệu đô la Mỹ. Israel ra tối hậu thư cho Liban. Thủ tướng Ba Lan mất chức sau khi bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Năm 2023 xảy ra 183 cuộc xung đột khu vực. Tại Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm 2 ngày. Sắp xét xử gần 40 bị can trong đại án Kit-test Việt Á. Công ty gây sự cố bùn thải ở Lào Cai bị phạt 650 triệu đồng. Cô gái 26 tuổi lái ô tô tốc độ 140 km/h trong khu dân cư. Chuyên gia khuyên cảnh giác với đồ ăn vặt ở cổng trường. Chân Tiến chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 12 tháng 12 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là thông tin Mỹ cáo buộc cựu quan chức Afghanistan và con trai biển thủ hàng triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin AFP, Mỹ hôm 11 tháng 12 công bố các biện pháp trừng phạt đối với cựu chủ tịch Hạ viện Afghanistan, ông Mir Rahman Rahmani và con trai, cáo buộc họ biển thủ hàng triệu đô la Mỹ từ các hợp đồng do Washington tài trợ. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố, thông qua các công ty của họ ở Afghanistan, nhà Rahmani đã thực hiện một kế hoạch tham nhũng phức tạp khi mua sắm. Theo tuyên bố, hàng triệu đô la Mỹ bị sử dụng sai mục đích, bắt nguồn từ các hợp đồng hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan. Bên cạnh cha con ông Rahmani, Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa ra 44 công ty liên kết vào danh sách trừng phạt, trong đó phong tỏa tài sản của những người nằm trong danh sách này, đồng thời cấm công dân và các công ty Mỹ hợp tác kinh doanh với họ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng trừng phạt cả các thành viên trực hệ trong gia đình của nhà Rahmani vì có quan hệ với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng với tư cách một quan chức nhà nước. Israel ra tối hậu thư cho Liban. Vâng thưa quý vị, hôm 11 tháng 12, Israel đưa ra tối hậu thư dài 48 giờ cho chính phủ và quân đội Liban, yêu cầu họ bắt đầu đàm phán để đưa Hezbollah trở lại các vị trí được quy định trong nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nếu các yêu cầu không được đáp ứng, lực lượng phòng vệ Israel sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Liban. Theo Avia Pro, Israel đưa ra tối hậu thư này sau khi bạo lực gia tăng dọc biên giới, gồm cả việc Hezbollah dùng máy bay không người lái mang chất nổ và tên lửa. Một quan chức địa phương cho hay Israel đã không kích trả đũa ở Nam Liban, làm 5 ngôi nhà bị phá hủy và một số người bị thương. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà Liban phải đối mặt nếu Hezbollah gây chiến. Các cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra ở Trung Đông. Nhóm vũ trang cho biết họ hành động là nhằm hỗ trợ người Palestine ở Gaza. Thủ tướng Ba Lan mất chức sau khi bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Theo AFP, Quốc hội Ba Lan ngày 11 tháng 12 bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Mateusz Morawiecki. Kết quả cho thấy chỉ có 190 trên 456 nghị sĩ ủng hộ ông. Kết quả này có thể coi là dấu chấm hết cho chính quyền của ông Morawiecki và 6 năm cầm quyền của ông. Quốc hội Ba Lan cùng ngày cũng bỏ phiếu bầu ông Donald Tusk làm thủ tướng kế nhiệm. Ông Tusk nhận được 248 phiếu ủng hộ, vượt qua mốc tối thiểu 225 phiếu bầu cần thiết để đảm nhiệm vai trò này. Nội các mới được dự kiến sẽ công bố vào ngày hôm nay, 12 tháng 12. Ông Tusk giữ chức Thủ tướng Ba Lan từ năm 2007 đến 2014. Ngay sau khi hết nhiệm kỳ, ông trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu, lãnh đạo cơ quan điều hành của khối cho đến cuối năm 2019. Sự trở lại của ông Tusk có thể là tin tốt đối với Kiev trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine ngày càng căng thẳng dưới chính quyền Thủ tướng Morawiecki. Năm 2023 xảy ra 183 cuộc xung đột khu vực. Vâng thưa quý vị, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, năm 2023, trên thế giới xảy ra 183 cuộc xung đột khu vực, con số cao kỷ lục trong 30 năm qua. Các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh, bối cảnh xung đột toàn cầu hiện đại có điểm đặc trưng là tính khó giải quyết. Nguyên nhân phổ biến bao gồm hoạt động của nhóm vũ trang phi nhà nước, khủng bố trong nước, tranh chấp lãnh thổ và khủng hoảng khí hậu. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho rằng, hiện có 549 nhóm vũ trang có hoạt động gây lo ngại về nhân đạo. Theo các tác giả, cường độ xung đột ngày càng tăng theo thời gian. Năm 2023, số nạn nhân tăng 14% và số vụ bạo lực tăng 28% so với năm ngoái. Điều này cho thấy ở nhiều nơi trên thế giới, nhu cầu nhân đạo, ổn định và tái thiết ngày càng cấp bách. Bên cạnh xung đột tại Đông Âu và Trung Đông, thế giới chứng kiến một số vấn đề nổi bật khác, chẳng hạn như quan hệ Nga-Georgia vẫn còn căng thẳng, tình hình giữa Algeria và Maroc hiện đang xấu đi, và khủng bố trong nước leo thang ở Pakistan. Viện nhấn mạnh ảnh hưởng của Liên Hợp Quốc trong giải quyết xung đột đang suy yếu do căng thẳng trong nội bộ của cơ quan này, thể hiện rõ qua những bất đồng về xung đột Palestine-Israel. Tiếp theo mời quý vị chuyển sang phần tin tại Việt Nam. Hôm nay ngày 12 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân bà Bành Lệ Việt sẽ đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày. Theo lịch trình dự kiến, vào chiều cùng ngày, ông Tập và phu nhân cùng đoàn đại biểu sẽ tham dự lễ đón cấp nhà nước, hội đàm với ông Nguyễn Phú Trọng. Sáng ngày mai, ngày 13 tháng 12, sau lễ viếng lăng, ông Tập sẽ hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Kết thúc chuyến thăm là buổi giao lưu nhân sĩ hữu nghị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào chiều ngày 13 tháng 12. Trong năm 2023, Việt Nam là nước thứ hai ông Tập có chuyến thăm cấp nhà nước mà không kết hợp hoạt động đa phương nào. Ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam tiết lộ, dự kiến hai nước sẽ ký kết hàng chục văn kiện quan trọng về an ninh quốc phòng, tư pháp, truyền thông, kinh tế thương mại, đầu tư, phát triển xanh, xuất khẩu nông sản, thủy lợi, hợp tác trên biển, vân vân. Liên quan đến đại án kit test Việt Á, vào ngày 3 tháng 1 năm 2024 tới đây, tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 37 bị can khác. Dự kiến phiên xét xử sẽ diễn ra trong 20 ngày, gồm cả ngày nghỉ, với gần 70 luật sư từ nhiều tỉnh thành tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong 38 bị cáo, ông Nguyễn Thanh Long cùng 5 người khác bị truy tố về tội nhận hối lộ. Cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Riêng bị can Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Việt Á và cấp phó bị truy tố về hai tội, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Trợ lý tài chính và thủ quỹ của Việt Á bị truy tố tội đưa hối lộ. 27 người còn lại bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả, lợi dụng chức vụ quyền hạn và ảnh hưởng để trục lợi. Trong 2 năm dịch bệnh 2020 và 2021, Việt Á đã sản xuất 8,7 triệu kit test và tiêu thụ 8,3 triệu sản phẩm. Công ty này được thanh toán 2.250 tỷ đồng. Và bị cáo buộc hưởng lợi bất chính là 1.235 tỷ đồng. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Chiều ngày 11 tháng 12, chính quyền tỉnh Lào Cai cho biết công ty đồng tả phời Vinacomin bị phạt tổng cộng 650 triệu đồng về hai hành vi, gồm để xảy ra sự cố vỡ cống thoát nước mặt của hồ thải Quặng Đuôi và hành vi cung cấp không trung thực kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Cụ thể, công ty đã nâng cao trình đập hồ thải Quặng Đuôi lên cốt 200, trong khi giấy phép môi trường được cấp là cốt 195. Trước đó, vào 8 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8, bùn thải tuyển quặng ở hồ chứa của công ty đồng tả phời xối xả chảy xuống khu dân cư. Sự cố khiến bùn tràn vào nhà 46 hộ dân với hơn 200 người, trong đó nhiều nhà bị ngập bùn hơn 1 mét, trụ sở xã ngập nửa mét. Bên cạnh đó, gần 50 ha lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản của 4 xã phường bị vùi lấp 10–40 cm, đứt gãy, bồi lắng hàng loạt công trình thủy lợi. Đại diện công ty cho biết đã chi trả hơn 5,6 tỷ đồng cho 104 gia đình bị thiệt hại, bố trí tái định cư cho 11 hộ dân thôn Phời 3, xã Tả Phời, nơi có nguy cơ sạt lở, sụt lún. Kết quả kiểm định hôm 27 tháng 9 cho thấy các mẫu nước, bùn tại vị trí cần thiết đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Hiện nhà máy chưa được phép hoạt động trở lại. Một sự việc tại Sài Gòn, hôm 11 tháng 12, cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Đức và phường An Lợi Đông đã phạt 11 triệu đồng, tước bằng lái xe 3 tháng với cô gái 26 tuổi về hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video người này lái ô tô chạy tốc độ cao trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức. Một người ngồi cạnh dùng điện thoại ghi lại chỉ số đồng hồ xe có mức lên tới 140 km/h, dù tốc độ cho phép là 60 km/h. Đáng chú ý, trên đường lúc này có nhiều xe khác đang lưu thông. Tại cơ quan cảnh sát, cô gái cho biết đoạn video được ghi lại là vào tháng 9 năm 2023 khi cô đang làm nhân viên bán hàng cho hãng xe này nên chạy với tốc độ cao để thử xe. Tại Kiên Giang, 7 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc. Theo VnExpress, sự việc xảy ra vào chiều 11 tháng 12 tại trường tiểu học thị trấn Rồng Giềng 2, huyện Rồng Giềng. Theo đó, 7 học sinh nhập viện với triệu chứng đau bụng, ói, được chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa. Trước khi bị các triệu chứng này, các em đã ăn một loại kẹo nhãn mác nước ngoài không tem phụ tiếng Việt. Giới chức thị trấn Rồng Giềng đề nghị công an làm rõ nguồn gốc của số kẹo này, khuyến cáo học sinh không dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Gần 10 ngày trước tại An Giang, 16 học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn cũng nhập viện sau khi ăn kẹo có bao bì nhiều màu sắc, in hình trái cây, không rõ thành phần và nguồn gốc. Một học sinh trong trường đã bán số kẹo này cho các bạn với giá là 500 đồng một viên, khoảng 30 trẻ đã sử dụng. Sau khi xảy ra sự việc, các em được chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm, xét nghiệm ma túy trên các bệnh nhi cho kết quả âm tính. Vâng thưa quý vị, những ngày qua thì nhiều vụ trẻ bị ngộ độc do ăn kẹo lạ mua ở cổng trường xảy ra ở các tỉnh như là Hà Nội, Quảng Ninh, Kiên Giang, An Giang v.v. khiến dư luận băn khoăn và lo lắng. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo việc sử dụng thực phẩm chứa ma túy có thể dẫn đến ngộ độc tức thời, thậm chí là tử vong. Đặc biệt, trẻ em có thể bị hôn mê tới 36 giờ nếu sử dụng các loại bánh, kẹo, nước ngọt có chứa chất này. Đáng chú ý, hiện nhiều loại ma túy không tinh chất có giá rất rẻ. Mục đích của người xấu là lôi kéo các em dùng loại bánh, kẹo, nước ngọt giá rẻ, sau đó đến các sản phẩm đắt tiền hơn. Để hạn chế nguy cơ trẻ tiếp xúc với các loại ma túy trá hình, cách tốt nhất là cha mẹ không nên cho tiền học sinh. Khi lỡ ăn phải các loại kẹo lạ có dấu hiệu hưng phấn, kích thích hay đau đầu, buồn nôn, cha mẹ nên đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế. Cha mẹ nên giáo dục con không sử dụng các loại đồ ăn thức uống lạ, theo dõi sát biểu hiện của con. Số liệu từ Bộ Y tế cho thấy có tới 70–80% thức ăn đường phố, trong đó có quà vặt ở cổng trường, được xác định là bị nhiễm khuẩn như E. coli, gây tiêu chảy, bệnh đường ruột, v.v. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.